Mình học bài tiếp theo là bài là cộng hai mảng số nguyên một chiều. Thì để làm bài này mình viết cái chương trình con á, mình đã học rồi là nhập mảng và thu tục là xuất mảng. Thì mình tiến hành là mình nhập vào số phân tử n, mình gọi ra là mình lưu mảng a mảng b, sau đó mình cộng mình lưu vào mảng c. Thì đầu tiên mình sẽ xuất ra đó là nhập vào mảng A, đúng không? Sau đó mình sẽ gọi cái hàm là nhập mảng, rồi mình truyền vào là mảng A có n nào phần tử. Rồi sau đó là tiếp tục là mình nhập vào mảng B, rồi mình xuất ra cũng tương tự như vậy. Mình dùng cái chương trình con á thì mình chỉ làm lại thôi, về nhập vào mảng B thì mình truyền đối số này vô là nhập mảng gì các em? Mảng B đúng không? Mình gọi lại, mình gọi lại chương trình. Thì sau đó là mình ví dụ mình xuất ra mảng A vừa nhập là khao sao nè, rồi mình xuất ra mảng A vừa nhập, rồi thì mình khao cái endline nè, endline ha. Rồi tương tự như vậy á thì mình sẽ gọi ra xuất mảng, mình gọi mảng A ra xuất mảng A n. Rồi tương tự thì mình muốn xuất mảng B á thì mình gọi tương tự như vậy, hai dòng lệnh nha. Mình nhập, mình xuất mảng B, mảng B vừa nhập là thì mình xuất ở dưới này là xuất mảng gì các em? Xuất mảng B ha. Rồi thầy chạy chương trình lên thử cho em ha. Rồi ví dụ như giờ đây, hồi nãy mình copy nó không ngang nha các em. Rồi rồi thầy chạy chương trình lên, mình nhập vào là ba phần tử nè. Đầu tiên nhập mảng A, phần tử thứ nhất 1 2 3, tới nhập mảng B 4 5 6, giờ mình xuất ra mảng A thì 1 2 3, mảng B là 4 5 6 đúng không? Rồi bây giờ tiến hành là mình đi cộng hai cái mảng này lại, cộng thì mình sẽ viết vào một cái thủ tục cộng, rồi cộng mảng thì mình truyền vào là một cái mảng A. Rồi mình truyền vào là cái mảng B. À, có mắc phần tử và mình lưu vào trong cái mảng C, mình cộng hai mảng AB mình lưu vào trong mảng C. Và có n nào phần tử, mình đi tiến hành mình cộng từng phần tử của mảng lại. Thì tiến hành là mình diệt một cái dòng for là xong các em. Tiến hành mình diệt dòng for thôi. Có dòng for này ha, để copy xuống. Thì mình cơ bản là mình lấy C Y sẽ bằng gì? Cộng từ phần tử lại là bằng A gì các em? A Y cộng gì? Cộng về B gì các em? B Y ha. Rồi sau khi mà mình viết xong á thì bắt đầu mình tiến hành mình cộng, gọi cái hàm cộng mảng xuống. Bây giờ mình thiếu một cái mảng C thì mình lưu vào trong là C max. Rồi như vậy á, mình gọi hàm ra cộng mảng A và mảng B lưu vào trong mảng gì? C. Rồi sau khi mà mình lưu vào mảng C á thì mình xuất cái mảng C ra, mảng C
bằng a cộng gì các em? Cộng b. Rồi mình xuất như vậy, mình xuất mãn gì ra? Xuất mãn c đúng không? Thì cái đây là chương trình con cơ bản nhất. Rồi thầy chạy chương trình lên. Lỗi gì đây? Thầy cho thầy chết cái này. Mình thiếu khai báo in. Rồi. Rồi mình nhập vào là ba phần tử nè. Nhất là mảng mảng A. 1 2 3. Rồi tới mảng B mình cho là 4 5 6. Rồi mình xuất AB. Rồi. Thì mình có mảng A, mảng B, mảng C chưa? Mảng C mình thấy cộng không? 1 cộng 4 bằng mấy? 5. 2 cộng 5 bằng 7, 3 cộng 6 bằng 9. Thì như vậy á, đây là một trong những cái chương trình con đơn giản nhất. Như vậy ví dụ mình thiết kế hàm nhập xuất mãn thì có phải là mình viết một lần không? Rồi mình gọi lại nhiều lần không các em? Phải không? Như vậy một cái chương trình con là mình được phép mình gọi lại nhiều lần. Rồi chúng ta tiến hành thực hành ha.